Chào mừng các bạn đã đến với Smart Home 365 và hãy cùng theo dõi hết video này để xem là ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang sản phẩm gì đến cho các bạn nha. Và nếu các bạn đang tìm kiếm một mẫu khóa cửa điện tử thông minh với thiết kế sang trọng hiện đại nhưng mà vẫn phải đảm bảo có tính an toàn cao, thì ngày hôm nay Smart Home 365 xin được giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm khóa cửa điện tử Kassler model KL669 Black, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia và được Smart Home 365 phân phối chính hãng, bảo hành 3 năm tại nhà. Khóa có thiết kế màu đen xám chắc khỏe, hiện đại, chất liệu được làm bằng nhựa ABS cao cấp với hợp kim và kính cường lực. Thân khóa thì làm bằng thép không gỉ và có tính bảo mật cao. Khóa được sử dụng 8 pin 2A Alkaline để hoạt động. Sản phẩm có các tính năng như mở cửa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, chuông cửa và app Wi-Fi. Ngoài ra thì khóa còn có các tính năng thông minh khác như cảnh báo pin yếu, mã số ảo, chống sốc điện và khóa riêng tư. Khóa được dùng cho các loại cửa gỗ, thép, an toàn tiện lợi, vượt trội so với khóa cửa truyền thống, phù hợp cho nhà riêng, căn hộ chung cư và cơ quan văn phòng. Và bộ sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm mặt trước khóa, mặt sau khóa, thân khóa, hai thẻ từ, hai chìa cơ, phụ kiện lắp đặt và quyển hướng dẫn sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và mua được sản phẩm với giá tốt nhất, bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0889 451 368 để được tư vấn miễn phí.